Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người đào miễn phí cái đồng coin Savi này mọi người nhé. Đồng coin Savi là một đồng coin của sàn Savi mới phát triển và được dàn Zimitano truyền thông trên trang chủ của sàn Zimitano mọi người nhé. Khi mọi người vào app Zimitano thì mọi người sẽ thấy cái banner truyền thông của Zimitano cho cái coin sàn Savi này. Các bạn có thể bấm và các bạn có thể là xem các coin sàn Savi này các bạn nhé. Các bạn sẽ click vào truyền thông trên cái trang chủ của Zimitalo thì nó sẽ có các đường link đến trang chủ của CoinSavvy như này nhé. Các bạn có thể đọc các thông tin CoinSavvy đưa ra chúng ta, các thông tin rất hấp dẫn, rất nhiều, rất thông tin là minh bạch. Các bạn có thể đọc hết trên cái trang chủ của CoinSavvy này các bạn nhé. Trên CoinSavvy thì hiện tại hơn niêm yết hơn 350 các loại coin và hơn 23 lớp bảo mật mọi người nhé, cực kỳ cao. Và có đến 5 trung tâm dịch vụ để support, support ngoài cộng đồng các bạn ạ. Và đặc biệt là cái phí giao dịch cực kỳ rẻ, nó không phải 1% so với sàn khác thôi. Thì đây là thời điểm đầu tiên mà CoinSavvy xuất hiện trên thị trường crypto mà đang cho chúng ta đào miễn phí các anh chị nhé. Giống như trước đây Zimitalo cho chúng ta đào đồng Rex, và trước đây Binance cũng cho chúng ta đồng miễn phí đồng BNB, và rất nhiều sàn khác cho chúng ta đào miễn phí các đồng coin của nó. Cho nên bất kỳ những sàn nào cho chúng ta đào miễn phí thì các bạn phải tận dụng, đào nhanh, đào thật nhiều các bạn nhé. Và các bạn hãy lan tỏa thật nhiều cho nhiều người đón nhận để cho sàn có giá trị các bạn nhé. Và tiếp theo là trên truyền thông thì ở đây nó có kênh YouTube để cho các bạn có thể là tìm hiểu. Nó có đường link YouTube để chúng ta có thể xem thêm các thông tin về CoinSavvy trên trang chính thống của CoinSavvy các bạn nhé. Thì đây là những cái thông tin mà CoinSavvy đưa ra cho chúng ta mà chúng ta có thể đọc hết để chúng ta thấy được cái sự hấp dẫn và sự thành công không hề nhỏ trong tương lai các bạn nhé. Và các bạn có thể đọc hết và các bạn có thể là đọc hoàn toàn bằng tiếng Việt. Và dưới này nó có các hội nhóm, ví dụ như là Facebook, Telegram, và chúng ta có thể vào theo dõi các thông tin, kể cả Twitter, các thông tin trên trang chủ của CoinSavvy mọi người nhé. Nó hoàn toàn bằng tiếng Việt cho nên nó cực kỳ đơn giản, và chúng ta muốn tìm hiểu thông tin. Và nhiệm vụ của tôi bây giờ là hướng dẫn mọi người đăng ký cái Savvy nào. Đầu tiên là các bạn vào CS Play hoặc App Store để bạn có thể là tải về điện thoại các bạn nhé. Đây tôi tải rồi, nó có chữ mở. Sau đó các bạn bấm vào mở cái ứng dụng CoinSavvy này các bạn nhé. Sau đó và có rất nhiều thông tin các bạn có thể đọc thêm. Để hãy đăng ký ngay các bạn nhé. Ấn vào đăng ký. Rồi sau đó các bạn có hai cách. Một là các anh chị có thể nhập trực tiếp email, sau đó lấy địa chỉ dán vào ô đăng ký. Ok chưa? Dán vào đường link ở trong email, các anh chị dán vào đường link đăng ký. Đấy, sao chép đường link. Sau đó các bạn dán vào. Và đây các bạn sẽ thấy là gì ạ? Nó đang báo cho chúng ta là có email. Thì anh chị sẽ đăng ký bất kỳ một cái email nào mà anh chị cảm thấy ok. Như tôi thì tôi đăng ký. Và cho anh chị tích vào cái ô nhỏ nhỏ này, I have a risk, là tôi đồng ý với mọi điều khoản. Và anh chị hãy nhập cái mã giới thiệu của người giới thiệu vào. Ok không ạ? Cái mã giới thiệu của người giới thiệu để tăng tốc độ đào. Và mình sẽ support cho anh chị khi nào nó lên sàn để anh chị có thể ok. Các anh chị nhập vào cái mã giới thiệu của mình vào ô, sau anh chị tích và ấn ok. Sau đó hình giao diện mở ra như này. Các anh chị cần phải verify tài khoản. Có hai cách verify tài khoản rất cực kỳ đơn giản. Đầu tiên là anh chị ấn vào verify in, là anh chị sẽ chọn cho mình quốc gia. Ở đây thì các anh chị chỉ ấn vào verify now các anh chị nhé. Nó cực kỳ đơn giản thôi ạ. Verify now. Đấy, sau đó các anh chị chọn cho mình cái quốc gia, chọn cho mình quốc gia là Việt Nam, ok chưa ạ? Các anh chị chỉ cần chọn quốc gia Việt Nam là xong. Các anh chị có thể ấn tìm kiếm, chọn quốc gia Việt Nam, xong các anh chị ấn vào chữ Next, ok. Thế là chúng ta đã xong bước thứ nhất, là sau đến KYC level 2. KYC level 2 các anh chị lại tiếp tục ấn vào Verify Now. Verify Now thì hiện nó lại mở ra như này. Các anh chị sẽ chọn cho mình cái ở đây thì nó có rất là nhiều các cái mục, nào là hộ chiếu này,
National ID là căn cước này, rồi thì rất là nhiều mục, passport, hộ chiếu, rồi chứng căn cước, giấy phép lái xe, vân vân. Còn ở đây các bạn sẽ nên chọn là gì ạ? International ID tức là căn cước, còn ở mục trên đó là chứng minh thư cũ nhé, thì cánh ta nên chọn là National ID là căn cước. Các anh chị ấn vào National ID, anh chị ấn Start to Vary. Ok, thì chúng ta phải cấp quyền truy cập cho camera để camera có thể cho chúng ta chụp ảnh. Các anh chị ấn vào Ok. Chúng ta có thể ấn vào Ok lập tức, ok không ạ? Rồi sau khi màn hình mở ra như thế này thì cho các anh chị đào miễn phí cái đồng như này, thì anh chị ấn vào phần khai thác ngay. Ở đây thì trong cái trang chủ có rất nhiều, đây 2-3 lớp bảo mật. Xong đây, sau đó chúng ta mập cái mã giới thiệu vào, và anh chị nhớ nhập cho mình cái mã giới thiệu để tăng tốc độ đào. Đầu tiên là mình có thể hỗ trợ support cho anh chị trên bất kỳ kênh truyền thông nào. Các anh chị có thể follow kênh YouTube của mình, thì mình ra rất nhiều các kèo hay cho anh chị có thể là khám phá. Thì anh chị nhớ nhập cái mã của mình vào là 0118 0415 01. Ok, sau đó khi màn hình ra như này, các anh chị ấn vào khai thác, ấn vào khai thác. Ok, thì ở đây nó sẽ cho các anh chị khai thác là 4 tiếng một lần các anh chị nhé, 4 tiếng một lần. Các anh chị có thể tăng tốc độ đào bằng cách chúng ta có thể chia sẻ giới thiệu cho nhiều người bạn chúng ta để nó sàn có giá trị, và chúng ta có thể đào rất là nhiều các đồng coin. Ở đây thì anh chị có thể là tăng tốc độ đào lên bằng cách là anh chị có thể là link ra rất là nhiều thứ. Các anh chị có thể là tăng tốc độ bằng cách là chúng ta có thể là giao dịch, thì mình sẽ có video hướng dẫn các anh chị để làm sao tăng tốc độ đào lên bằng cách là anh chị sẽ thực hiện các cái giao dịch rồi qua lại, thì mình sẽ nghiên cứu rất nhiều các đồng coin mà nó có giá trị tiềm năng để chia sẻ cho cộng đồng, rất là tuyệt vời. Và ở đây thì mình cũng cho các anh chị xem luôn cái mã giới thiệu, thì anh chị nhớ đây là mã giới thiệu của anh chị có thể là lấy cái mã này đi chia sẻ cho nhiều người khác, và ở dưới là cái đường link liên kết để đi chia sẻ anh chị nhé. Đây là đường link để anh chị sẽ có mã mời và đường link mời để các anh chị có thể là đi chia sẻ, làm sao mà chia sẻ nhanh cho cộng đồng. Vào trong giai đoạn đầu các anh chị phải chia sẻ thật nhanh thật nhiều cho nhiều người khai thác cái đồng này, sau này khi mà đồng có giá trị thì anh chị cũng kiếm được rất là nhiều tiền. Rec trong một tuần nó cũng trả cho anh chị 1 đến 2 triệu một tuần, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Ngoài ra thì anh chị có thể là liên kết với sàn Zalo, rồi anh chị có thể chuyển ngôn ngữ tiếng Việt, ok không ạ? Và rất nhiều các thông tin anh chị có thể xem ở trên này. Hiện tại thì nó cho các anh chị là link ra liên kết sàn Zalo và chuyển tiền qua lại mà không bị mất phí anh chị nhé. Quay khác nhau và nó đến 2-3 lớp bảo mật rất là tuyệt vời. Và đây là một trong, và đây là coin ở sàn Savi đang truyền thông trên kênh trang chủ của Zimitano. Anh chị hãy follow. Xin chào và hẹn gặp lại.